Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, thông tư quy định kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, mức thu một số khoản phí, lệ phí sẽ được giảm từ 10 đến 50%, đơn cử như giảm 50% đối với lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy, lệ phí sở hữu công nghiệp, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Đây là lần thứ tư Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định giảm mức thu phí, lệ phí từ 10% đến 50%, dự kiến tác động giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng.